Chúng ta sử dụng vào các cơ quan danh của công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Động mã chứng khoán là MWG để đánh giá. Và trên màn hình các bạn có thể thấy đây là báo cáo kết quả kinh doanh của Thế Giới Di Động trong 3 năm gần nhất 2016 cho đến 2018. Và từ bản báo cáo kết quả kinh doanh gốc này thì chúng ta sẽ lập một bản báo cáo có thể sử dụng để phân tích, để có thể hiểu một cách chi tiết hơn các cái khoản mục trên báo cáo kết quả kinh doanh. Trên báo cáo bản phân tích này thì chúng ta sử dụng hai kỹ thuật. Kỹ thuật thứ nhất là kỹ thuật phân tích ngang, hay ở đây chúng ta sử dụng kỹ thuật phân tích theo dòng thời gian. Qua từng năm các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh tăng trưởng và thay đổi như thế nào. Kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật phân tích dọc, có nghĩa rằng là sử dụng kỹ thuật phân tích kết cấu. Chúng ta tính toán tỷ lệ các cái chỉ tiêu trọng yếu trên báo cáo kết quả kinh doanh so với doanh thu thuần. Chúng ta sẽ thấy các cái chỉ tiêu màu xanh đã được đưa vào để đánh giá cái tỷ trọng so với doanh thu thuần. Và bây giờ chúng ta đi tìm hiểu từng các cái khoản mục trên báo cáo kinh doanh của công ty cổ phần Thế Giới Di Động. Xét về mặt doanh thu thì chúng ta thấy rằng là doanh thu của công ty này tăng trưởng rất là mạnh qua từng năm 2016, 2017, 2018. 2017 tăng trưởng tại 48,4% so với 2016, trong khi đó 2018 tăng trưởng thấp hơn nhưng vẫn cho con số rất là cao, đó là 29,6% đối với tăng trưởng tổng doanh thu. Và chỉ tiêu thứ hai là một chỉ tiêu rất là quan trọng, đó là lãi gộp. Và chúng ta tính toán tỷ lệ lãi gộp đối với một doanh nghiệp bán lẻ như công ty cổ phần Thế Giới Di Động thì tỷ lệ biên lãi gộp đóng vai trò rất quan trọng. Nó cho thấy rằng là mức độ đàm phán của Thế Giới Di Động với các cái nhà cung cấp, nhà sản xuất như là Apple, Samsung, Huawei, hay là Xiaomi, vân vân. Tỷ lệ lãi gộp của công ty cho thấy ở mức khá là cao. Tỷ lệ gộp ở đây được tính bằng giá bán trừ đi giá vốn của các cái sản phẩm mà bán lẻ của Thế Giới Di Động. 2016 thì cho thấy rằng là tỷ lệ lãi gộp là 16,2% và tăng nhẹ so với 2010 tăng nhẹ trong năm 2017 lên 16,8%. Mức tăng trưởng là 3,9%. Tuy nhiên đến 2018 thì tỷ lệ lãi gộp đã tăng rất là mạnh lên đến 17,7%, tăng trưởng 5,2%. Đây là một dấu hiệu rất là tích cực đối với kết quả kinh doanh của Thế Giới Động. Chỉ tiêu thứ hai là một trong những chỉ tiêu đặc thù của ngành kinh doanh bán lẻ. Ở đây chúng ta sẽ tính một chỉ tiêu gọi là EBITDA, có chữ R ở cuối. Thông thường đối với báo cáo kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp bình thường thì chúng ta sẽ tính tỷ lệ EBITDA không có chữ R ở cuối, có nghĩa rằng là lợi nhuận sau thuế, được tính bằng lợi nhuận sau thuế, cộng lãi vay và cộng với khấu hao và hao mòn. Chữ EBITDA tiếng Anh có nghĩa rằng là Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Sang tiếng Việt có nghĩa rằng là lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao. Tuy nhiên đối với các công ty bán lẻ thì chúng ta thêm chữ R ở cuối, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ cộng thêm các cái chỉ tiêu là chi phí thuê hoạt động. Chữ R có nghĩa rằng là rental. Và chúng ta sẽ thấy tỷ lệ EBITDA ở đây đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với hoạt động của Thế Giới Di Động. Tỷ lệ EBITDA này cho chúng ta hình dung được cái khả năng tạo ra dòng tiền của Thế Giới Di Động mà không chịu ảnh hưởng của cấu trúc vốn, có nghĩa rằng là chịu ảnh hưởng của tỷ lệ vốn vay trên tổng tài sản, là chịu ảnh hưởng của tài sản. Và cấu trúc tài sản ở đây thì tác động lớn đến một chỉ tiêu phi tiền tệ, đó là khấu hao và hao mòn. Và đồng thời không chịu ảnh hưởng của các cái chính sách thuế có liên quan. Đối với công ty hạng bán lẻ như Thế Giới Động, chúng ta cần phải tính thêm các khoản thuê hoạt động vào chỉ tiêu này, bởi vì bản chất các khoản thuê hoạt động nó giống như các cái khoản hao mòn tài sản mà Thế Giới Động sẽ phải chi trả trong tương lai.